Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái một cái hộp để treo cho trong cái hồ cá lớn á. Đây là mình hiện tại mình đang nhốt hai cái con một cặp cá bảy màu full red ha. Đây thì khi mà mình ghép cặp nó mà chuẩn bị cho nó đẻ con á, thì đây là cái hồ treo trong đây á. Thì đây nó có các bạn để ý, đây là cái đây nó có cái nắp mà trồng rồi ha. Rồi. Cái đây á là nó có cái rãnh nhỏ đây nè. Cái khi mà nó đẻ con thì những cái con nhỏ thì nó chui vô trong người giữa cái rãnh này nè. Rồi. Để nó những cái con cá nhỏ nó thoát xuống dưới đây để sao nó không sống chung vô trong những cái con cá mẹ nó, con này cá bảy màu thì nó không có bị ăn ha, thì nó sẽ chui xuống cái rãnh nhỏ dưới này nè, ở giữa này nó có cái rãnh này, nó thì nó mình cái hình của nó thì mình nhìn thấy không có thấy có rõ ràng ha. Nhưng mà đâu để mình thấy được nó có cái hình đó, nó rõ ràng hơn đây. Đấy, đây nè. Đấy, nó khi mà mình khi nó đẻ con đây nè, thì những cái con cá con nó nằm ở dưới đây nè. Đấy, thì nó cái đây là một cái hệ thống để của cái hồ này để chuyên để dành cho cặp cá nào mà nó đẻ con mà nó ăn con của nó thì nó đẻ xuống dưới đây đấy. Sau đó khi đó rồi thì đây bên hông của nó có cái rãnh nhỏ đây nè, nó có cái này mình tháo này ra, mình giật cái này ra thì hai con cá này nó sẽ đi ra ngoài ha. Đó. Hai cửa, một cửa bên này, còn bên này là cái hơi bơm hơi cho nè, thì nó cố định lên trên đây bốn cái chấu này. Đó. Trên cái tường ha. Đó. Nó có cả cái nắp này, thì nó có cái nắp nó đậy trên này. Hiện tại thì mình để sẵn ở đó, khi mà có con mà nó đẻ ra đó thì nó sẽ những cái con của nó xuống ở dưới, nó đỡ bị không bị những con cá lớn cá mẹ ăn ha. Còn khi mình bỏ nó ra rồi đó. Đó là cái hộp vuông để nhốt, sau đó mình nó có cái đây nè, nó có cái rãnh đây nè, để mình tắt bịt nó ra ha. Đâu rồi, trước mình cũng giới thiệu cho các bạn cái hồ này mà nó sử dụng như đây không. Đấy, mình sẽ lắp nó vô trong đây. Đấy, mình sẽ tách biệt hai con đây. Đấy, sử dụng nuôi hai con cá sim á, hai con cá beta đó. Thì đây nè, sử dụng không cho nó muốn nhìn mặt nhau á, hay nhìn mặt nhau nó kình với nhau á. Thì đây, nó có cái màu đen, nó có cái màu đen như này. Đấy. Nhìn thấy nhau luôn, cách biệt một bức tường. Đấy. Nói chung thì có cái hồ này thì cũng tiện đa năng, thì mình muốn sử dụng cái gì cũng được ha. Đó, ví dụ mình muốn cặp cá bảy màu này ép đẻ thì mình nhốt nó chung nó vô, và mình để cái này xuống ở dưới này ha. Còn mình muốn để cho nó rộng rãi ra thì mình để như vậy.
nó sẽ rộng rãi ra. Những cái thức ăn mình tại hiện tại mình để như vậy, những cái thức ăn mà nó chui xuống dưới được á thì nó không bị ăn, nó không ăn được á, nên cái hồ nó dơ nè, nên là thỉnh thoảng mình cũng phải tháo ra để sao nó ăn được những thức ăn ở dưới này. Mà mấy con này, mấy thức ăn này nó lại không ăn, thức ăn những cái mình mới cho nó, những cái con trùng mà sấy khô đó thì nó thích ăn cái đó, những con trùng mà sấy khô nó thích ăn. Cặp cá bảy màu này thì mình mua cũng lâu rồi đó, nó cũng đẻ một đợt rồi đó. Đợt trước nó đẻ như cũng mình để chung với nhau á, nó ăn con của nó, như được khi mình tách nó ra thì được có 5 con rồi. Mà khi nó cũng chưa có to lắm nên mình thả ra vô trong cái hồ bự này rồi á, mà mình cũng không thấy nó đâu nữa. Vài ngày sau mình cũng không thấy nó đâu á, nên mình nghĩ là nó bị ăn rồi, nó bị mấy con cá khác nó ăn rồi chừng. Dạo này không thấy nó đâu, hay là nó chui vô trong cái lớp rong ở dưới sao mà mình không có thấy. Và đây là cái hồ mình giới thiệu cho các bạn này, để khi nuôi trên một cái hồ bự á thì mình có thể mình tách biệt ra những cái con cá mà nó chuẩn bị đẻ gì đó, tách biệt nó ra để nó có cái nơi cho những cái con của nó ẩn náu, khi mà sanh ra nó không có bị sâu không chúng chung với nhau để nó bị ăn với nhau. Và đây là cái hồ, cái này thì mình mua đồ mới thì nó mắc hơn, nhưng mà cái này là mình mua đồ cũ, nhưng mà nó cũng đầy đủ phụ tùng ha, nó không có thiếu, nhìn cũng đẹp. Mình mua đồ cũ này 165 in thì tầm khoảng 37.000 tiền Việt á. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video chia sẻ về một cái thiết bị nuôi trong hồ cá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo. Bye bye.